Ông ơi, xin mời các bạn theo dõi hiệp 2 của nội dung một cầu không đơn giải vô địch đá cầu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 giữa Huy Sáng ông và ngoài em Hùng quận 11. Huy Sáng đại diện cho quận Gò Vấp. 2-0. Một hai hay quá Sáng ơi, ba một điểm bên đây anh chụp cầu là lỗi rồi, điểm bên đây. Hai ba đứng với một ba đều bốn ba hay thế nhờ, cố lên Sáng ơi, tỷ số là 4-4, thì Sáng thất cầu 4-4. Năm ba năm bốn, xin lỗi các bạn, số là 5-4. Sáu bốn thoải mái và cố lên Sáng ơi. Điểm qua một tám bốn hay quá Sáng ơi. Chín bốn mười bốn hay quá Sáng ơi. Năm mười cầu ngoài, cầu ngoài sáu mười mười một sáu
option đấy. Huy Sáng xin hội ý. Huy Sáng đã cố gắng, rất là cố gắng, nhưng mà em Hùng với sức trẻ và có thể lực tốt hơn, thành ra là được lợi thế về điểm số. Điểm số là 11-6. Có thời gian mà ai đợi. Đã hết giờ hội ý. Bây giờ hai vận động viên và tiếp tục trận đấu. Hai đội chuẩn bị. 12-6. Tỷ số là 12-6. Cầu ngoài. Cầu ngoài. Điểm số cho Huy Sáng. 7-12. 7-12. Thắt cầu không qua lưới. Sáng cố lên, thoải mái lên. 13-7. Em Hùng quần 11 có những quả phát cầu rất là uy lực. Cầu ngoài. Ngoài cầu. Mười bốn bảy. Tám mười bốn. Mười lăm tám. Hay quá. Điểm cho Huy Sáng. 9-15. Wow. Hùng bỏ cầu quá tốt. Sáng đã cố gắng hết sức. 6-9. Cứ thoải mái lên em. Ngoài cầu. 10-16. Quét cầu tốt. 17-10. 17-10. Mười tám mười. Mười chín mười. Còn một phát cầu quá uy lực, cầu không qua lưới. Yeah. 11-19. 1 cầu tốt. 20-11.
Điểm hiệp đấu 20-11. Kết thúc trận đấu. Để chuẩn bị cho buổi phát thưởng sáng ngày hôm nay thì là cầu thủ chúng ta đã cố gắng hết sức. Hai trận một thi đấu và Lạc Quân ở sân số 3 cũng đã chiến thắng với tỷ số 2. Cầu thủ Việt Nam chúng ta dẫn dắt sân số 1. Là cái tổ trọng tài chúng ta hai cuộc ra giờ. Kết quả chung cuộc, Huy Sáng được giải nhì. Và dù thắng hay thua, em đã rất là cố gắng vào Sài Gòn tham gia giải đá cầu Huy Trong Bạc nha. Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014. Rất là vui vẻ và nhiệt tình.